âm kiếm Ozuken Suzune. Vị trí thứ bảy là dành cho thanh âm kiếm, kẻ dùng súng trong phục chơi dao, lau thanh gươm với màu hồng toàn thân và phần lưỡi được điểm tô bằng màu đen cũng như những màu xanh neon trải dài, và gương mặt đặc trưng của Kamen Rider Slash trên phần thanh gươm. Tên gọi Slash khả năng kiếm thuật, việc tấn công với tốc độ âm thanh có lẽ không phải là điểm đặc trưng của Ozuken Suzune, mà đến từ khả năng chuyển đổi hình dạng của nó. Nó sẽ lộ phần nòng súng ở bên trong, đúng là một thanh gươm được chế tạo công phu từ người rèn kiếm, chuyển hóa thành một khẩu súng để tấn công tầm xa, giúp cho Slash thật sự là một rider khó nhằn. Ozuken mang lại rất nhiều lợi thế trong chiến đấu với kẻ thù. Tầm hoạt động xa của nó, những phát đạn bắn ra với tốc độ âm thanh, những luồng đạn có khả năng di chuyển ở mức nhất định, có độ chính xác vô cùng cao.